ai may mắn bằng tôi. Hai đứa nó hay ho quá, trời trời tôi mê quá. Em đi. Đó, bây giờ idol của tôi là Mỹ Linh, idol của tôi là Mỹ Linh. Giọng hát đỉnh cao, quán quân của một cuộc thi âm nhạc quán gia của một cuộc thi âm nhạc. Quán quân hoài thi đâu quán đó. Thi đâu quán đó. Còn bên trái tôi là am hiểu về giới trẻ. Cả những bạn hát hay và những bạn hát không hay. Thì ngày hôm nay bên kia làm sao có cửa. Một trong bốn giọng cao vàng mọi thời đại của Việt Nam, thần tượng của biết bao nhiêu giới trẻ 8 genius, và quan trọng một trong những nhạc sĩ hit maker, một trong những người tìm tất cả những người yêu. Em ơi, mỗi khi chương trình mà có những khách mời mà là những bạn mà đang được yêu thích cuồng nhiệt á, không có nói lợi với mấy cái con người ngồi ở đây. Tôi vừa gọi tên một cái ha là la rần trời trần, ví dụ Giang Mai Hương, Vũ Cát Tường. Ta không nói được gì luôn là vậy đó. Thích lắm, mỗi lần chương trình của mấy ca sĩ mà ca vậy đã lắm. Ê nói nghe nè, hai đứa hát hay, hai đứa thử hát một đoạn nào điệp khúc xong ca nhau đi thiệt á. Có bài nào chung không? Hôm ấy mình hát một cái bài dạ nào nó cộng sao? Đồng chút xíu đi, Bắc Kim Thang chẳng hạn. Trời ơi, em si kỳ quá. Cho ta bài bóp ballad đàng hoàng đi. Đó, em hát bài của Tường rồi nè, Yêu Xa nè. Yêu Xa nha, Yêu Xa nha. Em hát giọng chính đi ta bè cho. Còn trong ta bao nhiêu ước nguyện, mình từng viết cho mai sau ta có nhau. Hạnh phúc nơi đây còn đang rất xa, để ngày nào đó ta lại bắt đầu. Ai may mắn bằng tôi. Hai đứa nó hay ho quá, trời trời tôi mê quá. Em hy vọng là ngày hôm nay là đúng phong thủy. Lần trước em ngồi với ai? Em ngồi với anh Trường Sa. Ê ngày sau lúc đấy em tự tin lắm nha anh. Trời, về với anh Giang chắc là nhất rồi, bởi vì em coi là thấy đội anh Giang hay nhất lắm. Mà em với anh đó nha. Xí chứ. Thật ra ngày hôm nay em đã nghĩ trong đầu rồi, em bảo là chết rồi, chắc ngày hôm nay phải về đội ông Xỉn thôi. Tại vì kiểu về đội ông kia là kiểu gì là cũng thua tiếp phải không? Thật ra khi ngày hôm nay em nhìn thấy anh á, em quyết định là sẽ về đội anh. Tại vì mình sẽ không bao giờ thua lần thứ hai đúng không anh? Em đã nghe nè, nếu như em đã có ý định về đội với Giang từ đầu thì em lại dập cái câu đầu tiên chi vậy, rồi lỡ như Giang nó không nhận em rồi làm sao? Trong cuộc sống của người con người mình á, nó có mỗi giai đoạn khác nhau. Giai đoạn thua rồi sẽ tới giai đoạn thắng. Đấy, hôm nay là giai đoạn thua. Hôm nay là cái show cuối cùng của Dòng Mãi Dòng Mai mùa thứ tư. Kiếm ai hát hay đi anh ơi, mê hát hay chứ. Tết nhất cái nơi mà ca dở giận lắm. Chắc chào em, chào chị. Hai chị em thấy không, cả bốn khách mời ở đây, trong đó có hai chủ nhà đứng lên tiếp đón hai người, tức là thể hiện một cái sự trân trọng vô cùng to lớn đó. Hai Linh vừa ra nó linh thiêng liền mới đứng lên. Ủa nãy nghe nói là có ở đây có cái đám cưới gì sắp xảy ra ấy. Dạ, mấy đám lần chị. Đấy mà ba MC này là thế nào cũng làm MC ấy, mà tôi có cái đám cưới kỷ niệm hai mấy năm sắp xảy ra đấy. Bao nhiêu năm rồi chị? Bao nhiêu năm rồi? Ba năm nữa cơ. Ba năm nữa là dạ, bao nhiêu năm? Có còn làm MC không hay thôi rồi? Trời ơi. Ôi, chị tôi tới quở tôi, trời ơi, chết 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 ơi. Dạ. Ok thế thôi, đợi đám cưới 50 năm. Chị nói một cái thứ ba đứa sắp hàng xin được lên làm MC. Dạ. Dạ. Ba đứa làm cùng một chỗ luôn chị. Điện đi chị, ba đứa lên làm MC rồi khách cứ khỏi ăn uống nghe nói chuyện không nói. Chị Mỹ Linh nè, là bất ngờ ha. Uyên Linh cũng bất ngờ luôn, bởi vì thấy em xuất hiện trong những game show, những chương trình giải trí lắm. Dạ, tại vì Linh rất là dở chơi trò chơi. Ví dụ mà xàm xí ở trên Facebook hoặc là ngoài đời bạn bè gặp mặt thì ok. Nhưng mà Linh dở chơi trên truyền hình lắm, thành ra là ít khi nào mà Linh nhận lời. Nhưng bởi vì Linh nghe tên là một ca sĩ nữa là chị Mỹ Linh nói nhận liền. Chị là cái tên bảo chứng. Đi. Bán vé. Vậy là bữa nay bà Mỹ Linh mà bán vé. Hấp được nặng lên. Hai chị em hát hay quá, muốn làm gì làm giờ. Muốn chọn đồ nào về chị. Thực sự nghe danh của hai anh đã lâu. Nghe danh của
chị nói sao mà nó nghe mình nó trơn trọi nghe danh này đọc báo này lúc nào cũng tên đầy ở trên báo thôi. Em không dám. Vui có buồn có hay có dở quá khó nên tôi sẽ hỏi. Thế bây giờ này nếu mà hỏi bảo về đội này mà không về đội kia thì sợ là mình nhỡ chọn nhầm thì chết. Bây giờ thôi tự chọn, tôi chọn luôn cho rồi đi. À. Đó, bây giờ idol của tôi là Mỹ Linh, idol của tôi là Mỹ Linh. Idol của tôi là Mỹ Linh. Khoan, cho tôi kể câu chuyện. Ô, danh dành à. Okay. Hồi nãy tôi mới kể. Chúng ta không bị lỗi lầm, cứ ngồi xuống nói chuyện. Hồi nãy tôi kể câu chuyện mà bà Uyên Linh là hồi xưa đó, là lúc mà Uyên Linh mới thi giải nhất xong là tôi mê cái bài là cảm ơn tình yêu tôi mê mà tối về tôi ngủ tôi mơ tôi nói trời ơi lấy bài này làm vợ. Ôi anh ơi chết rồi. Oh my god có chuyện đó sao? Là ngày xưa gia đình không có tiền thì rất là thích nhạc mà chỉ để dành tiền mua CD. Mà em cho toàn mua lậu không nha anh nha. Em không mua gốc nha. Em hãnh diện ghê ha. Em chỉ mua. Đây là bây giờ em chỉ mua vô nè. Bây giờ em có thể đền lại việc đó bằng việc em mua đĩa gốc đi. Không. Bây giờ em kể nè. Là em không bao giờ mua gốc. Tao không có tiền. Nói thiệt. Mà để dành tiền và chỉ mua đĩa gốc cho những người mà mình yêu thích nhất. Và tôi có tất cả album đĩa gốc của Mỹ Linh trong tay. Trời ơi. Tôi có tất cả album đĩa gốc của Mỹ Linh trong tay. Trời ơi. Không, cái này em đồng ý rơi với rồi, Thành. Rơi rồi. Em nghĩ là em với Thành cũng ngang tuổi nhau và cái tình trạng này nó xảy ra với tất cả những đứa học sinh tụi em. Thực sự mua những cái đĩa mà 150.000 nó rất là mắc tiền. Đó là không có tiền mà mua. Em chỉ mua những cái đĩa 15.000 thôi. Chị có lỗi quá. Chị lấy tiền ăn sáng của các em làm việc các em gầy gò. Không sao. Hạnh phúc vậy, tại vì vấn đề là vậy nè. Trời ơi, cái đó nó là ký ức, nó là một cái gì đó, nó là một cái miền ký ức tốt đẹp của mỗi một người mà khi người ta nhắc là người ta thích. Bây giờ biết đâu về nhà Trấn Thành coi lại cái đĩa gốc của Mỹ Linh vẫn còn ở nhà anh, bơm bơm một tóc ngắn 2 mà tôi còn thuộc bài số mấy trong đó nữa. Rồi cái thứ ba Make in Việt Nam đó, rồi sau đó để tình yêu cảm động quá thôi. Dạ. Cho về đội Trấn Thành nhở. Chắc chắn phải là vậy rồi chị ạ. À, anh kia anh xúc động anh đòi cưới Nguyên Linh, thôi cưới đi thì này. Đương nhiên rồi. Mời hai chị em. Ôi, cái đó là bưng đó là idol quá mức hồi xưa. Thưa anh Nghĩa, trong tay của tôi hiện đang có bên tay phải là dữ dội, giọng hát đỉnh cao, quán quân của một cuộc thi âm nhạc, quán gia của một cuộc thi âm nhạc, quán quân hoài thi đâu quán đó. Thi đâu quán đó. Còn bên trái tôi là am hiểu về giới trẻ, cả những bạn hát hay và những bạn hát không hay. Thì ngày hôm nay bên kia làm sao có cửa. Thưa quý vị, bên đội tôi chỉ sở hữu đơn giản một trong bốn giọng cao vàng mọi thời đại của Việt Nam, thần tượng của biết bao nhiêu giới trẻ 8 genius, và quan trọng một trong những nhạc sĩ hit maker, một trong những người xé tim tất cả những người yêu. Em ơi, cái chữ xé em nói thôi, em đừng có diễn tả bằng hành động, bởi vì thực ra anh thấy cái hành động đó nó không đúng với cái từ xé. Không ai xé mà em xé lại. Xé lại đi. Những người xé tim người yêu nhạc, xé tim người yêu nhạc bằng những bài hát ba lát buồn. Thưa quý vị, nữ hoàng không lộn, chúa nhà ba lát, nữ hoàng Nguyễn Hồng Thuận. Xin lỗi, tại vì chúng tôi không biết bên kia. Sai luôn. Thưa quý vị, tôi biết Nguyễn Thuận từ ngày xưa, từ cái thời mà ngồi bên hiên ngắm lá rơi là tôi biết rồi. Thế tối sau này mình đem về mà đem mà khóc và tất cả các tôi biết hết. Thế nên tôi hiểu cậu ấy đang ở đâu. Tôi sẽ tìm một cách tôi lừa cậu ấy đưa vô hang ổ hát dở liền tới chọn về cho chị Mỹ Linh hát chất. Tôi đã từng đi lưu diễn với Nguyên Linh, tôi cũng biết cô bé nó đang ở đâu. Cô bé đó nhìn nó trên sân khấu nguyên nghi lòng lẫy chứ nói gì để tin cái đó. Chúng ta đã có một cái phần mở màn quá hoành tráng mà rất là ngang tài ngang sức với hai đội ngày hôm nay. Tập 1 đã hết, hẹn quý vị ở tập 2. Dạ, hẹn quý vị khán giả vào mùa 5 khi đồng hải giọng anh. Châu Đăng Khoa hiện nay là một trong những nhạc sĩ mà bài hát của anh ta được rất nhiều ca sĩ đình đám hát mát tai nổi tiếng luôn. Em đang đợi anh nói là nhạc sĩ đẹp nhất mà anh thấy nói vậy. Cái gì anh nói là cái gì? À, em đang đợi là anh nói rằng em là một trong những nhạc sĩ đẹp nhất showbiz hiện nay. Giang có chừng 5.000 không?
Hả? Cho tôi mượn đi, tôi mua thuốc cho em nó về nó ngủ sớm nằm mơ. Không, nhưng mà Châu Đăng Khoa là một nhạc sĩ mà style như thế này là chị thấy là quá đẹp rồi. Khoa ơi, hồi nãy chị là người đầu tiên khen em đẹp mà. Cái style em rất là Hàn Quốc, rất đẹp. Nhưng mà giờ nói thiệt, vẫn không nghiêm túc đâu, thưa hứa luôn á. Không, nó nghiêm túc chứ, lâu lâu phải nghiêm túc lại một tí. Thật sự ra Trấn Thành là người rất là mê giọng hát của Bùi Tuấn và cả Hương Tràm luôn. Đúng. Hai người này là hai cái người trẻ mà hiện nay theo tôi là cái giọng hát vượt ra qua khỏi biên giới loài người. Vượt qua tới cái loại gì? Loài voi. Loài voi. Đậm đà, chín mùi mà nghe nó phê nó. Đây là hai cái người trẻ mà âm nhạc của họ là thật sự đáng để chúng ta ghi nhận. Xin cho một tràng vỗ tay. Thôi tự nhiên nghe anh Thành nói em cảm thấy cô đơn quá. Đừng cô đơn em. Anh nhìn em anh cũng thấy nhiều điều. Anh thấy rằng là em cô đơn là đúng. Trong lắp anh luôn vậy đó. Siêu mẫu sao nó cao, nó đẹp quá. Đúng không? Nghĩa chỉ cho hai em nó nhạc lên, đi catwalk cái cho nó đã cái nư mình. Sao vậy em? Đẹp quá. Nhưng mà quá trời hay. Khen thì chi không mà không khen người kế bên cũng đúng. Làm sao không khen được nhân em? Vật này là một trong những cái người nhạc sĩ trẻ mà em thích nhất. Anh cũng vậy. Hiện nay âm nhạc cực kỳ có thái độ. Mà anh rất thích cái màu sắc âm nhạc của Quỳnh. Màu sắc âm nhạc là nghe cái biết nhạc Phan Mạnh Quỳnh nha. Bữa nay có hai khách mời là tôi chịu rồi nè. Mà anh hai đứa này nó hát hay lắm anh. Anh biết. Cả hai đứa đều hát hay luôn. Mà nó hát live tốt lắm. Mỗi đứa hát câu tươi cho khán giả nghe chơi coi. Tươi à. Ali chưa đi à, em hát bài của anh ha. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Rồi gì nữa? Trời ơi em hát được không? Nghe có vẻ thân ái lắm. Em hát cái bài của anh nha. Dạ. Em hát bài của anh nha. Rồi ông thuộc. Rồi chơi kia hát đi. Chắc là em hát một bài của Ali. Nhưng mà bài đấy em không thuộc lắm. Thì đó, nó có thuộc bài em đâu. Đấy, không có đâu thuộc bài quên. Nhưng mà chắc là gợi ý cho anh một câu đầu. Người ta hay nói rằng, đúng không? Phải bài đó. Rồi, nhớ. Người ta hay nói rằng từng yêu ai quá nhiều, giữ trong tim cố kìm nén, để khi chia tay sẽ vỡ đau. Rồi, hai đứa gieo tình xong chưa? Tôi nhớ nó giạt tôi qua một bên luôn á trời. Ở anh này hết hồn y như ngày cưới tôi nói vậy đó. Nhưng mà dễ thương, hai đứa em hát hay quá ha. Và hôm nay hy vọng rằng hai em sẽ cùng với hai gia đình ở đây tìm ra cho anh những cái nhân vật hát hay và những nhân vật hát banh nóc nha. Anh chỉ nói vậy thôi, bước vào đội anh sẽ có những cái chầu mà ăn suốt đời. Rồi sao anh lại lấy bữa ăn của em ra để chiêu mộ người về đội mình? Thì đúng rồi, em chỉ để đến đây mà làm điều đó mà. Nghĩa là anh Giang là chủ trì, còn chị là chủ chi đúng không ạ? Đúng rồi. Hai đứa xuất hiện cái rồi. Anh đỡ lẻ loi rồi đó. Sao vậy? Trước tiên là mình kiếm được hai cái đối thủ bằng chiều cao mình đi ha. Nhờ nó mang chạy độ. Eric cao hơn anh. Không, nhờ nó mang chạy độ mà nó mới chạy hơn anh. Đâu rồi đấy, không một biển độ nào anh ạ. À. Eric cũng cao mà. Cao mà cũng đẹp anh. Mà. Đối phó cũng vậy mà. Em cao hơn anh. Anh tiếp tục thích em mà đối phó. Đây là hai cái bạn trẻ mà hiện nay là em thích nhất đó. Nói thiệt. Mà thường anh hay bị lộn hai em lắm. Cái giọng hai em nó có cái màu nó cũng giống nhau. Khác nha, khác lắm nha. Bây giờ cùng một bài nè, hai người hát chung nè. Gì nào? Lại anh nắng quay. Ok. Xe luôn. Hai. Xe luôn. Hai. Chúng nó đang làm gì đấy? Bắt tông. À, thế hai. Yeah. Xe luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Nhờ hai em nó hát để phân biệt mình mới thấy hai cái giọng nó giống đó chứ. Không, nếu mà nghe kỹ thì mình vẫn thấy có cái màu sắc nó khác nhau, nhưng mà mới nghe thì nó rất là giống nhau. Anh nghĩ anh hả? Thực ra em cũng muốn nghe kiểu là
cái khác, sự khác biệt nó như thế nào anh? Nghe cái giọng của em thì nó dày hơn. Nó dày hơn, còn giọng của Eric thì nó mỏng và nó bay nhiều, nó bay hơn. Eric hát trải đời hơn. Thí dụ một cái bài tình cảm đau khổ, Eric sẽ hát hay hơn. Bị và... yêu rồi, bị yêu rồi. Yêu rồi. Còn bị... Phúc bầm dập yêu. Rồi. Yêu chưa? Nhưng mà nếu mà hát cái bài nào về nội lực thì Phúc hát hay hơn. Chưa yêu đó, chưa yêu thất thế theo. Em yêu đi. Anh đứng đây làm hát một câu. Hát cái gì mới được? Một câu để xem là trả đời câu... không. Cho em học tập. Trả đời. Trả đời nhá. Dạ. Bây giờ hát bài của em để biết trả đời như thế nào này. Dạ. Anh Lưu Phúc hát một version chưa trả đời trước nè. Version trải nghiệm. Rồi trải nghiệm này. Bây giờ đây đầu tiên là version trải chiếu này. Rồi chơi. Trải nghiệm. Hai trải nghiệm. Rồi chơi thử nha. 2, 3. Ý một ai đã muốn xa đi, cho dù ta có tốt ích gì, khi chợt lời nói đối phương là ác kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Khi một ai đã muốn trở lại, cho dù ta cũng không đáng ngại. Gì nữa? Tình yêu chịu những lý do chia tay chỉ là hết yêu. Ngày đầu, ngày đầu. Đó là trải đời đó em. Trải đời. Thật sự. Giờ muốn nghe giọng ca trải đầu không? Hiểu mà, để cho Thành hát một câu giống cái e của Eric, Eric, Eric. Tại trong hậu trường nghe hoài hát giống Eric lắm. Cái bài gì mà xin lỗi mình đi, chia tay rồi đó. Mình chia tay đi. Đây là phiên bản xong trải đời. Xong đời. Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi. Nhầm bài. Bài đó của nó mà. Mình chia tay đi cơ mà. Mình chia tay đi. Vì em anh sẽ ra đi để em được vui, buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi. Xóa tên của anh trong ký ức, em sẽ hạnh phúc hơn. Vì yêu anh sẽ một mình nhận lấy giông tố ngoài kia. Tình yêu hãy giữ cho em, chỉ cần em luôn vui. Vì đó cũng chỉ là điều cuối anh cần làm trước lúc ta chia ly. Wow. Được không? Đầu. Giống em biết không? Anh nói bao nhiêu lần, yêu đi, không yêu ai hết. Em sẽ trải đời được đúng không? Đây là trải đời, còn đây là trải nghiệm. Vẫn luôn là trải nghiệm. Vẫn là trải nghiệm. Và đây vẫn là trải đầu.